trần nhật phong trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình thời sự cuối tuần ngày hôm nay trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của phong để theo dõi các bản tin hàng ngày các bài nói chuyện phân tích đối chiếu so sánh trên tinh thần chủ quan của phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin cảm ơn mọi người rất là nhiều và nhanh chóng đi vào phần tin tức ngày hôm nay đầu tiên hết là quỹ ban của Liên Hiệp Quốc đã bắt đầu có những bước đầu tiên để đi tới một thỏa ước về tội ác chống con người. Bản tin từ Liên Hợp Quốc cho biết là một quỹ ban then chốt của Liên Hiệp Quốc đã bước những bước đầu tiên trong ngày thứ sáu để đàm phán một cái thỏa ước về cái quy tắc và về tội ác chống con người và có thể trở thành một cái quỹ ban mà chưa à, vẫn chưa có à, được thành lập kể từ khi mà có nhiều cuộc chiến tới này. Quỹ ban này có thể sẽ làm việc với những vấn đề về pháp lý trong đó sẽ chấp thuận những cái nghị quyết để lên án hoặc là để khiển trách và à, với lại những quốc gia thành viên ở trong cái à, phiên họp đầu tiên vào tháng 4 năm 2023 và tháng 4 năm 2024 để trao đổi tất cả những quan điểm và đưa xuống những cái à, bài bà những cái à, chương ở những cái chương để nhằm à, mục đích là tỏa đưa tới một cái thỏa hiệp về việc thành lập một cái à, thỏa ước quốc tế đặc trách về cái vấn đề luật quốc tế trong đó gọi là international law commission tức là ủy ban đặc trách về luật quốc tế một cái à, hệ thống nằm trong liên Hợp quốc để phát triển những cái à, quy tắc của cộng đồng quốc tế và cái ủy ban pháp lý này sẽ có hành động và đưa ra những cái à, thỏa ước trong đó sẽ bao được đệ trình trên cái à, đại hội đồng liên Hợp quốc vào tháng 9 năm 2024 theo tường trình của phía liên Hợp quốc cho biết và như vậy thì à, sau một thời gian kể từ khi chấm dứt đề nhị thế chiến tới bây giờ đây là lần đầu tiên sẽ có một cái quỹ ban được đưa ra để mà nghiên cứu tất cả những vấn đề pháp lý của nhiều quốc gia để tìm một cái giải pháp và đưa ra một bản kế hoạch về vấn đề gọi là định nghĩa về tội ác chống con người và sau đó nó sẽ được đưa ra trên cái phiên họp Đại hội đồng Liên Quốc vào tháng 9 năm 2024. Đây được xem là một trong những cái nỗ lực tìm cách gọi là định nghĩa lại cái quyền con người cũng như định nghĩa lại cái cái việc mà gọi là tội ác chống con người ở một số những cuộc tranh chấp hoặc là những cuộc nội chiến hoặc là những cái cuộc chiến mà trong đó có những sự bức hại với quyền con người đó là bản tin liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay và cũng liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay thổ nhĩ kỳ đã mở các cuộc không tập vào syria và iraq một tuần lễ sau khi có vụ đánh bom ở tại istanbul Bản tin từ Istanbul cho biết là thổ nhĩ kỳ đã có những cái cuộc không tập nhắm vào phía bắc của Syria và Iraq. Bộ quốc phòng của thổ nhĩ kỳ đã cho biết vào ngày chủ nhật nhắm vào các lực lượng dân quân người Kurd mà chính quyền Ankara xem là chịu trách nhiệm trong vụ đánh bom vào tuần trước ở tại Istanbul. Các chiến đấu cơ đã bắt gất cánh và nhắm vào cái khu vực dân quân của nhóm người Kurd gọi tắt là PKK và một nhóm người kết ở tại cái, cái 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 gọi là Syria People Protection Unit và trong đó gọi tắt là YPG. Đây là hai nhóm dân quân người kết mà phía Thổ Nhĩ Kỳ xem là lực lượng khủng bố. Họ đã sử dụng các cái chiếc F16 để tấn công vào những cái vị trí này cùng với một số những cái drone và Bộ Quốc phòng chỉ ra cho thấy là Thổ Nhĩ Kỳ có quyền tự vệ dưới cái Article 51 của Liên Hợp Quốc trong việc mà họ nói rằng là đã có những cuộc tấn công vào lãnh thổ của họ qua cái cuộc đánh bom tự sát vừa qua. Lực lượng người kết ở tại Syria cho biết rằng là đã có một số những uh, dân thường đã bị thiệt mạng trong các vụ đánh bom và tấn công này. Cuộc tấn công này diễn ra sau một tuần lễ kể từ khi mà có vụ uh, đánh bom tự sát ở một trong những cái trung tâm của thành phố Istanbul khiến cho 6 người bị thiệt mạng và trên 80 người khác bị thương hôm 13 tháng 11 và chính quyền của Thổ Nhĩ Kỳ quy trách nhiệm cho vụ tấn công này là đảng PKK và lực lượng ypg tức là lực lượng người kết tại syria và đây là những nhóm dân quân đã hoạt động chống lại chính quyền của thổ nhĩ kỳ và họ đã bác bỏ cái vấn đề là liên quan tới vụ đánh bom này ankara và washington đồng thời đã lên tiếng và xem cái lực lượng pkk là một tổ chức khủng bố và đã bất đồng trong cái tuy nhiên đôi bên bất đồng trong cái lực lượng ypg lực lượng ypg là lực lượng người kết tại syria hiện nay đang là đồng minh của hoa kỳ trong cái cuộc chiến chống lại chủ nghĩa hồi giáo cực đoan isis trong khi đó thì PKK đã bắt đầu có những cái cuộc gọi, gọi là chống lại chính quyền từ năm 1984 và đảng này đã được xe Thổ Nhĩ Kỳ xem là nằm ngoài vòng pháp luật. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, Iran và Nga đã đạt được một thỏa thuận để cùng nhau sản xuất các loại tròn theo tường trình của tờ The Hill cho biết. Iran và Nga đã kết thúc và có được một cái thỏa thuận là sẽ xây dựng một cái trung tâm sản xuất drone ở tại Nga trên lãnh thổ của Nga giữa lúc cuộc chiến Ukraine đang diễn ra chín tháng qua. Theo tường trình của tờ Washington Post cho biết tờ báo này trong ngày thứ bảy báo cáo rằng giới chức của Nga và Iran đã đạt được một cái thỏa thuận vào đầu tháng này là hai quốc gia sẽ chuyển cái thiết kế cũng như là những cái công thức để mà chế tạo tròn cho phép sản xuất ở trong cái trong vòng vài tháng tới, theo tường trình ít nhất là ba viên chức đã tiết lộ cho biết như trên. Iran được xem là một trong những quốc gia có thể chế tạo được các cái loại drone tấn công và nhiều uh, nguồn tin cho rằng uh, Nga đã sử dụng các cái loại drone của Iran chế tạo để mà uh, tấn công vào các khu vực ở tại Ukraine. Trong khi đó thì Tehran bác bỏ các cái tin cho rằng họ cung cấp cái tròn này cho phía Nga và nói rằng họ đã có những cái tròn cung cấp cho Nga trước khi cuộc chiến và họ bác bỏ cho rằng là trong cuộc chiến là họ đã tiếp tế tròn cho phía của uh, Nga. Tuy nhiên thì giờ đây thì cả hai quốc gia đồng sẽ hợp tác việc sản xuất tròn và việc này sẽ diễn ra trong vài tháng tới sau khi mà viên chức của Iran lẫn của Nga đã đạt được thỏa thuận này theo tường trình của tờ Washington Post cho biết. Hàng loạt các thành viên trong Liên minh NATO bao gồm luôn cả Hoa Kỳ đang uh, duyệt xét lại các cái tin tức tình báo liên can tới thỏa thuận này theo tường trình của tờ The Post cho biết. Trong khi đó thì Moscow đã gửi ít nhất là 400 cái tròn tới Ukraine tấn công vào các cái hạ tầng cơ sở của dân sự kể từ hồi tháng 8. Cũng theo tờ báo này cho biết như trên. Và hiện nay, Nga đang ráo riết tấn công vào thành phố Kiev và một số nơi khác và sử dụng rất nhiều những loại tròn mà người ta cho rằng là từ Iran. Đó là bản tin liên quan tới thời đình của quốc tế ngày hôm nay và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, việc mà Nga xâm lăng Ukraine đã trở thành một cái tiềm năng mà được mô tả là sẽ có những chế độ chuyên chế và hỗn loạn trên toàn cầu theo nhận định của Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ. Cuộc xâm lăng của Nga đã đưa ra một cái nhìn cho thấy có thể quốc tế sẽ bị đẩy vào một cái tình trạng hỗn loạn và chuyên chế. Đó là lời khẳng định của Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin đã đưa ra vào ngày thứ bảy trong khi ông phát biểu tại một cái diễn đàn về an ninh tại Canada. Lời phát biểu của ông đưa ra à, nhấn mạnh về tầm quan trọng của cộng đồng quốc tế giúp cho à, Kiev, tức là của à, Ukraine, trong 9 tháng qua trong cuộc chiến kể từ khi nó bắt đầu và có thể sẽ ảnh hưởng tới à, những cái khu vực khác của cuộc à, tranh chấp này. Sau hàng loạt các cuộc bị đánh bại ở trong các chiến trường, Nga đã bắt đầu thúc đẩy à, việc tấn công bằng hỏa tiện nhắm vào các hạ tầng cơ sở về năng lượng của Ukraine và có thể khiến cho hàng triệu người sẽ bị... À, đi lánh nạn trong cái mùa đông năm nay và Moscow hy vọng rằng họ sẽ có thể phá hủy tất cả dàn phòng thủ của Ukraine. Trong khi đó thì ông Lloyd Austin cho biết rằng việc mà Nga tấn công Ukraine và xâm lăng Ukraine có thể dẫn tới một cái tình trạng là những chế độ chuyên chế sẽ mọc lên ở trên toàn cầu và đồng thời cũng sẽ có những cái tình trạng hỗn loạn ở một số nơi. Đây được xem là lời cảnh cáo mới nhất của ông Lloyd Austin đưa ra. Tuy nhiên, lời phát biểu của ông Lloyd Austin bị xem là có vẻ như là có thiên về chính trị, tức là ông ta ủng hộ cho khuynh hướng chính trị khuynh tả và xem cái khuynh hướng chính trị khuynh hữu là cái tiềm năng gây chuyên chế. Đây là một trong những cái lời mà ám chỉ của ông ta liên quan tới việc mà một số quốc gia có những cái đảng bảo thủ đã giành lại được quyền điều hành quốc gia so với lại những cái đảng thuộc khuynh tả ở tại Âu châu. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay và liên quan tới tình hình của hoa kỳ ngày hôm nay đầu tiên hết là bản tin mà người dân đã nói ra và đó là lời phát biểu của ông elon musk sau khi mà ông quyết định phục hồi cái chương mục của cựu tổng thống trump tiếp theo sau một cuộc tranh cầu dân ý trên mạng twitter ông elon musk đã tweet vào tối ngày hôm qua thứ bảy nói rằng người dân đã biết nói ra và Trump đã được phục hồi. Tin tức này đưa ra sau khi mà ông Elon Musk đã đưa ra một cái cuộc thăm dò hay còn gọi là một cuộc trưng cầu dân ý ở trên mạng Twitter là có nên hay không nên phục hồi cái tài cái chương mục của cựu tổng thống Trump trước đây và cuối cùng thì đã có tới 51.8% đa số ủng hộ cho việc mà ông Trump quay trở lại Twitter và ông đã từng tuyên bố là ông đã không còn muốn quay trở lại cái trang mạng sau này kể từ khi mà họ ngăn chặn ông từ ngày 6 tây tháng giêng năm ngoái và người dân đã nói ra đó là cái tweet mà ông Twitter đã đưa lên và chính thức thì cái trương mục của cựu tổng thống Trump đã được nhìn thấy từ lúc 8 giờ tối theo giờ miền đông Hoa Kỳ và trong đó ông đang có sẵn 72.4 triệu follower và ngay sau khi mà cái chương mục của cựu tổng thống Trump đã được phục hồi thì con số này đã dọt lên hơn 80 triệu trong vòng chưa đầy 24 tiếng đồng hồ kể từ khi mà cái chương mục của cựu tổng thống Trump đã được phục hồi tuy nhiên thì cựu tổng thống Trump vẫn chưa đưa ra phản ứng nào trên cái trang social của ông là True Social Media. Hiện nay thì à phía của công ty Facebook trước đó thì cũng đã tháo gỡ cái phát xét dành cho cựu tổng thống Trump ngay sau khi mà ông điền đơn với FEC và trở thành ứng cử viên tổng thống đầu tiên trong mùa bầu cử năm 2024. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, ngay sau khi cựu Tổng thống Trump đã đưa ra cái lời tuyên bố là ông sẽ trở thành ứng cử viên của năm 2024 chạy đua vào Tòa Bạch Ốc, thì phía Bộ Tư pháp đã bổ nhiệm một cố vấn đặc biệt được mô tả là độc lập để điều tra về cựu Tổng thống Trump và chính quyền Joe Biden đã chối bỏ và cho rằng ông ta không biết gì về quyết định của Bộ Tư pháp đây là lời phát biểu của John Pierre tức là phát ngôn viên tòa ốc. ông ta không biết gì và chúng tôi cũng không biết gì đó là lời phát biểu của bà này đã đưa ra trong cuộc họp báo tại Washington trong đó thì bà John Pierre cho biết là bộ tư pháp với ông Garland là người lãnh đạo đã đưa ra quyết định đã gọi là một cuộc điều tra mà họ mô tả là hình sự và có một cuộc điều tra độc lập tuy nhiên nhân vật được bổ nhiệm là ông Smith vốn là một công tố viên làm việc từng làm việc ở cái tòa án ở tại uh, la hay uh, trở thành một công tố viên độc lập để điều tra về việc cựu tổng thống trump đã giải quyết những chứng từ uh, mà họ cho là bí mật và bảo mật của quốc gia trong lúc mà ông ngồi ghế tổng thống cũng như là việc mà chuyển giao quyền lực năm 2021 khi mà à, Joe Biden được xem là thắng cuộc và bây giờ họ điều tra về cái biến cố này à, phối hợp với một số những cái sự kiện khác. Đây được xem là một trong những hành động chính trị mới nhất mà bộ tư pháp qua ông Garland đã cố tình đưa ra để có coi như là một cái hình thức à, mở chiến dịch tấn công vào cựu tổng thống Trump về mặt pháp lý trong lúc mà ông tuyên bố ra tranh cử và trở thành ứng cử viên đầu tiên trong chức vị tổng thống năm 2024 đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay lần đầu tiên ứng cử viên House Walker tức là ứng cử viên của chức thượng nghị sĩ của tiểu bang đại diện cho tiểu bang Georgia cùng với là vị thống đốc của tiểu bang này là ông Com đã bắt đầu chính thức đứng chung để mà vận động tranh cử cho cuộc bầu cử vào ngày 6 tây tháng 12 Thống đốc của tiểu bang Georgia là ông Brian Kemp trong ngày thứ Bảy cho biết là ông sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc mà vận động tranh cử cho ứng cử viên Herschel Walker, người đã, đã có cuộc tranh cử chức thượng nghị sĩ dành cho tiểu bang Georgia và sẽ bắt đầu khởi động cái chiến dịch vào tuần này. Đây được xem là một trong những cái liên minh quan trọng giữa ông Walker và ông Korm à, và giữa lúc mà ông đương kim thượng nghị sĩ là Raphael Warnock cùng với ông Walker đã không ai đạt được 50% túc số phiếu để thắng được cuộc bầu cử vừa qua và họ phải đi vào cuộc bầu cử run off tức là chung kết vào ngày 6 tháng 12 sắp tới đây chúng tôi không thể à, phát động à, một cách à, trọn vẹn nhưng chúng tôi đã bắt đầu ông cơm đã nói với hàng trăm người ủng hộ của ông ta ngoài parking lot, nơi trước cửa một cái tiệm bán súng ở khu vực ngoại ô của Atlanta và thúc giục họ đi bỏ phiếu cho cuộc bầu phiếu đặc biệt này để có thể giúp cho đảng cộng hòa có thể quân bình lại cái à, lá phiếu của họ ở tại thượng viện ông cơm được xem là người đã chiến thắng trong cuộc bầu cử vừa qua khi đánh bại nhân vật của đảng dân chủ là bà tỷ phú Stacey Abrams vốn là một người da đen và là tỷ phú, sau khi mà ông đã, à, bà này đã bị thất bại liên tục trong hai lần bầu cử. Và ông Cơm đã đánh bại bà Abraham tới 7.5%, ông Walker có thể sẽ chiến thắng và ông Walker chỉ à, thua ông Warnock có khoảng 36.000 phiếu và gần như là chỉ có 1% mà thôi. Điều này nếu có sự hỗ trợ của ông Cơm thì ông Walker có thể chiến thắng được trong cái cuộc bầu cử sắp tới. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay, các thượng nghị sĩ đã giới thiệu một dự luật ban cấm tất cả những cái chiếu kháng thăm viếng dành cho các thành viên đảng Cộng sản tại Trung Quốc. Ít nhất là bốn thành viên của đảng Cộng hòa tại Thượng viện đã giới thiệu một dự luật trong đó là sẽ giám sát chặt chẽ việc cấp chiếu kháng thăm viếng cho những thành viên của đảng Cộng sản Trung Quốc tới Hoa Kỳ trong ngày 17 tháng 11. Và theo tường trình cho biết, thì Thượng nghị sĩ Marco Rubio, là người sơ bộ đã bảo trợ cho cái dự luật này nói rằng sẽ ban lệnh cấm và các cái à, chiếu kháng dành cho ít nhất là 93 triệu đảng viên đảng Cộng sản Trung Quốc và dự luật này được xem là một trong những cái à, dự luật nhằm siết chặt tất cả những cái hoạt động gián điệp và những cái chính sách tuyên truyền của đảng Cộng sản Trung Quốc đang tìm cách gọi là hoạt động tại Hoa Kỳ theo tường trình của bản statement đưa ra Thời gian gần đây thì đảng Cộng sản Trung Quốc đã có cái hành động được xem là mượn danh nghĩa là vacation, tức là đi thăm viếng hoặc là du lịch để mà có thể nhận được cái chiếu kháng hoặc là à, có thể đi làm ăn, để nhận được cái chiếu kháng kéo dài tới 10 năm, à, và trong đó gọi là entry của B1 và B2. Ông Rubio cho biết là các thành viên của đảng Cộng sản Trung Quốc đã gần như tiếp tay cho Đảng Cộng sản Trung Quốc để làm suy yếu cái quy tắc và cái trật tự trên toàn cầu và điều này chúng ta thấy sẽ thấy không hợp lý khi vẫn tiếp tục cho thành viên của Đảng Cộng sản có thể đi nghỉ mát, đi mua sắm và có thể làm ăn ở trên đất nước của chúng ta. Ông Rubio đã cho biết như trên, đồng bảo trợ cho dự luật này gồm có thượng nghị sĩ Kevin Cramer của Đảng Cộng hòa tại North Dakota, Rich Scott của Florida và Tommy Tuberville của tà, tại tiểu bang Alabama và dự luật này đã được đệ trình và chưa biết được nó sẽ được đưa ra tranh luận trên sàn thượng viện hay không và điều việc này nếu như nó được thông qua cả lưỡng viện và nếu Joe Biden ký thì tất cả những đảng viên đảng cộng sản Trung Quốc sẽ không được cấp chiếu kháng nhập cảnh vào Hoa Kỳ trong tính cách du lịch hay là mua sắm hay là đầu tư và tổng cộng hiện nay Trung Quốc đang có khoảng 93 triệu đảng viên đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ và của Trung Quốc ngày hôm nay và được xem là bản tin thời sự hàng đầu trong channel của Trần Nhật Phong ngày hôm nay ngay sau khi mà Bắc Hàn đã cho bắn thử hỏa tiễn đạn đạo xuyên quốc gia đe dọa là bắn tới lãnh thổ Hoa Kỳ thì ca chiếc bomber gọi là supersonic bomber tức là chúng ta gọi là chiếc quanh tạc cơ siêu thanh đã cất cánh ở khu vực của Nam Hàn để đối phó lại với việc mà Bắc Hàn đe dọa tới cái cuộc tới cái hòa bình ổn định và an ninh tại khu vực này Lực lượng quân sự Hoa Kỳ ngày thứ Bảy đã có sự phản ứng đối với việc bắn thử hỏa tiễn của Bắc Hàn khi mà họ gửi ít nhất là hai chiếc à, à, quanh tạc cơ siêu thanh à, bay dọc theo cái biên giới của Nam Hàn và của Nhật Bản cùng với lại các chiến đấu cơ của Nam Hàn và Nhật Bản. Bắc Hàn trong ngày thứ Sáu đã bắn thử một cái hỏa tiễn đạn đạo xuyên quốc gia ICBM có khả năng mang theo đầu đạn nguyên tử và trong đó họ nói rằng có thể bắn vào bất kỳ một chỗ nào ở trên lãnh thổ Hoa Kỳ. Hoa Kỳ và các đồng minh tại khu vực đã lên án gây gắt hành động của Bình Nhưỡng và cho rằng hành động này đang khiêu khích và gây bất ổn tại khu vực. Và trước đó thì nhà lãnh đạo của Bắc Hàn Kim Jong-un đã tái nhắc lại việc mà họ có khả năng bảo vệ cho lãnh thổ của họ trước sự đe dọa xâm lăng của Hoa Kỳ. Hoa Kỳ đã cho khai triển loại uh, siêu uh, gọi là uh, quanh cơ siêu âm thanh là B-1B và tham gia cuộc tập trận với Nam Hàn trước đó hồi tháng này và lần đầu tiên sau 5 năm kể từ khi mà Bắc Hàn đã ngưng lại các cuộc thử nghiệm hỏa tiễn của họ và chiếc bi 1 b này à, đã bay ở khu vực ở trên à không phận của Nam Hàn và gần khu vực của Nhật Bản. Trong đó, theo tường trình của lực lượng không quân Hoa Kỳ, và có khả năng để mà giám sát cũng như kềm chế bất kỳ một loại vũ khí nào đe dọa tới đồng minh và các đối tác của chúng tôi ở khu vực đó là lời phát biểu của phía không quân Hoa Kỳ đưa ra trong khi đó thì phía Nhật Bản phía Nhật Bản đã yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên Quốc là phải có một cái cuộc họp khẩn cấp trong ngày thứ hai để mà thảo luận đến việc mà Bắc Hàn lại tiếp tục thử nghiệm hỏa tiễn đạn đạo xuyên quốc gia gây uh, uh, bất ổn ở khu vực. Đây được xem là một trong những cái uh, phản ứng đầu tiên của Hoa Kỳ và Nam Hàn cũng như Nhật Bản ngay sau khi Bắc Hàn đã bắn thử cái hỏa tiễn đạn đạo xuyên quốc gia. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ và của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình của Á châu ngày hôm nay chiếc khu trục hạm USS Benford đã di chuyển qua eo biển Đài Loan giữa lúc mà Tập Cận Bình và ông Joe Biden gặp gỡ ở hội nghị G20. Một phát ngôn viên của lực lượng hải quân của Hoa Kỳ ở ở tại Á Châu Thái Bình Dương trong tuần cuối tuần này đã công bố hình ảnh về cái việc mà lực lượng hải quân Hoa Kỳ thực hiện cái chiến lược gọi là tự do hàng hải băng qua eo biển Đài Loan vào đầu tháng 11. Tuy nhiên thì nó đã được không được công bố trong cái lúc mà họ di chuyển. Việc di chuyển này là chiếc khu trục vạm USS Benford đã băng ngang qua eo biển Đài Loan ngày 5 tây tháng 11, tức là 9 ngày trước khi mà ông Joe Biden và chủ tịch nhà nước Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình có cuộc gặp gỡ bên lề của hội nghị G20 tại Bali ngày 14 tây và trong đó họ cho biết là việc mà di chuyển này đã không được công bố sau khi trước khi mà ông Joe Biden gặp gỡ ông Tập Cận Bình và các thông tin về việc này đã được tờ Nikkei của Nhật Bản đã loan báo vào ngày thứ bảy 19 tây tháng 11. Tuy nhiên thì phát ngôn viên của lực lượng Hoa Kỳ ở tại đây đã không cho biết cái lý do và cũng không cho biết là thật sự lúc băng ngang qua eo biển Đài Loan là lúc nào. Cùng một lượt thì chiếc USS Benford cũng đang trên đường tới tham dự một cuộc tập trận gọi là King Show 2023 à, vốn đã à, diễn ra từ à, hai tuần lễ trước đây và trong đó thì à, theo tường trình cho biết thì cuộc tập trận này là cuộc tập trận nằm trong cái à, cuộc tập trận chung là Carrier Strike Group của Hoa Kỳ bao gồm luôn cả hàng hàng không bảo hạm của Hoa Kỳ là chiếc à, USS Ronald Reagan hợp tác với lực lượng à, và, à, hải quân tự vệ của Nhật Bản cùng với lại lực lượng hoàng gia của Úc À, và đội của úc và của canada đã tham dự vào cuộc tập trận này và cuộc tập trận này sẽ là diễn ra trên vùng biển của nhật bản cũng như là trên vùng hải phận quốc tế theo một thông cáo báo chí đưa ra và cuộc tập trận này có tên là kinsho năm 2022 và sẽ bắt đầu chính thức vào ngày 18 tây tháng 11 tức là ngày thứ sáu vừa qua hình ảnh được chụp xuống cho thấy chiếc USS Benford này đã băng ngang qua cái khu vực của eo biển à ở trên phần biển của Philippines và đi ngang qua eo biển Đài Loan từ hướng bắc tới hướng nam đây được xem là một trong những cái cuộc tập trận khá quan trọng mà Hoa Kỳ đã thực hiện với Nhật Bản và với cả của úc của Canada đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ và của Á Châu ngày hôm nay cũng như của eo biển Đài Loan và cũng liên quan tới tình hình của Trung Quốc ngày hôm nay Phía Liên Hiệp Âu Châu đã bắt đầu chọn thái độ trung dung và gần như là đẩy lùi cái chính sách cứng rắn của Joe Biden. Sau khi mà Tập Cận Bình bắt đầu cái chuyến công du ra hải ngoại vào nguyên một tuần lễ của ông ta và có những cái cuộc gọi là đối đầu khá gay gắt với Hoa Kỳ, thì ngược lại ông ta đã thuyết phục được ít nhất một phần nào Âu Châu chọn cái phương hướng trung dung hơn so với chính sách cứng rắn của Hoa Kỳ. Theo bản tin cho biết thì đây là một chiến thắng của ông Tập Cận Bình trong cái lần thứ hai mà ông ta xuất ngoại kể từ khi mà đại dịch bùng nổ và lần này ông ta đã thuyết phục được liên hiệp Âu Châu chọn một cái thái độ trung dung giữa à, Hoa Kỳ và Trung Quốc. Trong đó thì ông Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã gọi một cái cuộc tiếp cận với Bắc Kinh và tìm cách gọi là à, giảm đi sự chia rẽ trong Liên Hiệp Âu Châu trong vấn đề đối phó với Trung Quốc, tương tự như là ông Thủ tướng Đức là Olaf Scholz. Hai nhân vật nằm trong Liên Hiệp Âu Châu đã có cái thái độ được xem là sẵn sàng thỏa hiệp với Trung Quốc và trong đó thì thủ tướng của Hòa Lan là Mark Rutte cũng sẽ phối hợp một số những cái quốc gia được xem là sản xuất chip và bị áp lực là giới hạn từ phía Hoa Kỳ đây được xem là một cái chiến thắng về mặt ngoại giao của tập cận bình khi mà đối đầu với lại cái chính sách cứng rắn của Hoa Kỳ chuyển trục về Á Châu gần như Pháp và Đức đang tìm cách gọi là xoa dịu và chọn một thái độ trung dung trong khi đó những quốc gia trung âu và đông âu nằm trong liên hiệp âu châu thì quyết định phản ứng gây gắt và cho rằng cần phải có thái độ cứng rắn đối với nhà nước cộng sản trung quốc đó là bản tin liên quan tới tình hình của á châu ngày hôm nay và cũng liên quan tới á châu ngày hôm nay úc sẽ không bao giờ có sự thỏa hiệp giá trị trong vấn đề mậu dịch với trung quốc đó là lãnh đạo của đảng đối lập ở tại úc đã lên tiếng lãnh đạo đảng đối lập của úc là ông Pete du trên cũng từng là bộ trưởng bộ quốc phòng của úc cho biết ông ủng hộ cho cái uh, việc mà gặp gỡ uh, trong lúc mà ông ủng hộ cho cái việc mà ông thủ tướng úc là Anthony albany gặp gỡ với nhà lãnh đạo tập cận bình tuy nhiên ông nói rằng phải nhận ra cái sự thật trung quốc đang làm gì ở tại á châu hiện nay và trong đó thì ông nói rằng chúng tôi muốn có một cái uh, bình thường hóa các mối quan hệ ngoại giao chúng tôi muốn có một cái mối quan hệ về mậu dịch đó là lời phát biểu của ông Putin đã phát biểu vào ngày chủ nhật tuy nhiên chúng tôi muốn có hòa bình ổn định trên khu vực và vị thủ tướng này đang thúc đẩy một cái hướng đi khác để mà tiếp cận với Trung Quốc và tôi nghĩ rằng không thích hợp Úc sẽ bảo vệ cho giá trị riêng của nước Úc và chúng tôi sẽ không bao giờ thỏa hiệp trong vấn đề này để đổi lại vấn đề mậu dịch. Đó là lời phát biểu của ông Du Trinh đã đưa ra trong một cái phiên họp của à, liên minh các à, đảng cánh hữu ở tại Úc đã đưa ra, đặc biệt là chính quyền của ông à... Uh, Scott Morrison trước đây đã ngăn chặn và không cho công ty Huawei được phát triển mạng lưới 5g tại nước úc và chúng ta phải nhận rõ ra tình trạng ông Dutton đã cho biết như trên. Chứ không phải chỉ vài ngày mà trong thời gian trước đó thì Bắc Kinh đã có những cái hành động bành trướng và đe dọa tới an ninh của khu vực. Đây được xem là phản ứng đầu tiên của đảng đối lập tức là đảng cánh hữu của úc sau khi mà ông Anthony Albanese tuyên bố là sẽ tìm một cái cách uh, khác để tiếp cận với trung quốc nhằm giảm đi những căng thẳng giữa đôi bên đó là bản tin liên quan tới tình hình của Trung Quốc và của nước úc. Trong khi đó, thì các chuyên gia và các uh, quan sát viên nhận định là cuộc gặp gỡ của tập cận bình cũng như là của joe biden trong cái hội nghị g20 sẽ không giảm đi căng thẳng ở trên khu vực Á Châu Thái Bình Dương, đặc biệt là tình hình tại biển đông. Mặc dù có cuộc gặp gỡ tương đối được mô tả là có sự ấm áp trong cái cuộc gặp gỡ bên lề của hội nghị g20 giữa tập cận bình và của joe biden, tuy nhiên các nhà quan sát viên nhận định cuộc gặp gỡ này sẽ không có làm giảm đi những căng thẳng giữa hoa kỳ và trung quốc trong các vấn đề liên quan tới á châu đặc biệt là khu vực của eo biển đài loan và khu vực của biển đông trong đó thì các nhà chuyên gia và các quan sát viên cho rằng cuộc gặp gỡ này dường như cũng chỉ là để nhấn mạnh cái việc mà tiếp tục duy trì liên lạc và nó không giúp ích gì cho việc mà đối đầu quân sự giữa hai quốc gia được mô tả là cường quốc trên thế giới về kinh tế trong cái hồ sơ tại biển Đông. Hiện nay thì Hoa Kỳ đang có xu hướng là xuất hiện nhiều hơn trên khu vực ở biển Đông, tuần tra nhiều hơn để hỗ trợ cho những đối tác của Hoa Kỳ tại đây. Trong khi đó thì Bắc Kinh đã xây dựng xong cái hạ tầng cơ sở về quân sự của họ dọc theo biển Đông tức là từ Hoàng Sa tới Trường Sa và đảo Hải Nam. Nơi đây được xem là có rất nhiều những căn cứ quân sự của Trung Quốc và hiện nay đôi bên đang có xu thế là sẽ đối đầu quân sự đối với lại Trung Quốc trong một cái tương lai gần ở tại khu vực biển Đông và điều này các quan sát viên cho rằng cuộc gặp gỡ trên không mang lại bất kỳ một cái dấu hiệu tích cực nào cho cái việc mà giảm đi căng thẳng giữa đôi bên đó là bản tin liên quan tới tình hình của Trung Quốc và của Hoa Kỳ. Và cuối cùng cũng liên quan tới Trung Quốc ngày hôm nay, Nhật Bản, Nam Hàn, Đài Loan, các nhà sản xuất chip điện tử ở những quốc gia này đã phải thừa nhận là việc tách rời cái kỹ thuật cao với Trung Quốc là không thể tránh khỏi. Hầu hết tất cả những công ty sản xuất về chip điện tử và nguồn cung cấp về chất bán dẫn trên toàn cầu, đặc biệt là khu vực Đông Á đã nhìn thấy rõ là việc tách rời khỏi Trung Quốc trong cái kỹ nghệ về kỹ thuật cao và kỹ thuật đầy nhạy cảm này sẽ lo ngại ra tới tình trạng mà Trung Quốc sẽ sử dụng tất cả những cái loại chip điện tử này trong việc hiện đại hóa quân đội của họ. Hoa Kỳ đã gia tăng áp lực và thực hiện chính sách gọi là chip for trong đó liên minh với lại Đài Loan, Nam Hàn và Nhật Bản để gia tăng một cái nền kinh tế an ninh mà chỉ thuần tí trong vòng 4 quốc gia và điều này nhằm đối phó với Trung Quốc có thể gọi là tiếp cận các cái kỹ thuật cao về ngành chất bán dẫn cũng như chip điện tử. Nhật Bản được xem là quốc gia dẫn đầu trên toàn cầu về kỹ nghệ semiconductor đã cùng thảo luận với phía của Đài Loan và phía Nam Hàn để bắt đầu có những cái chiến lược về bán chất bán dẫn hay là sản xuất chất bán dẫn và giới hạn nguồn cung cấp cho Trung Quốc. Họ nhận ra là việc mà tách rời khỏi cái nền kinh tế của trung quốc và tách rời khỏi cái uh, nền kỹ thuật trung quốc là điều khó tránh khỏi trong xu thế trong tương lai và giờ đây nhật bản được xem là quốc gia đã lãnh đạo các cái uh, nhóm trong khối uh, chip for để bắt đầu đưa ra những cái chiến lược nhằm tách rời tất cả những kỹ thuật của trung quốc và không để cho bắc kinh có thể tiếp cận cái ngành semiconductor và chip điện tử của khối tây phương và đồng minh bởi vì họ cho rằng phía Bắc Kinh đã sử dụng những cái loại kỹ thuật này để mà tăng cường và cũng như là hiện đại hóa quân đội của họ và đe dọa những quốc gia trong khu vực. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và đó cũng là bản tin sau cùng trong phần tin thời sự buổi trà cuối tuần ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều đã theo dõi bản tin này. Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn tiếp tục duy trì làn sóng này để theo dõi tin tức hàng ngày. Cảm ơn tất cả khán thính giả và chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye.